Kính thưa quý vị, là vòng chung kết U23 châu Á đã kết thúc cách đây đúng 18 tháng. Nhưng đến bây giờ, người ta vẫn đặt ra câu hỏi là vì sao thầy trò huấn viên Park Hang-seo lại có một nền tảng thể lực mạnh mẽ đến như vậy? Và để trả lời cho câu hỏi này, thì hôm nay Minh Hải xin mời các bạn đến thăm nhà bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, là bác sĩ trưởng của đội U23 Việt Nam và cũng là một trong hai người được huấn luyện viên Park Hang-seo mô tả là vị thần sức mạnh của U23 Việt Nam. Bây giờ chúng ta hãy đi vào trong. Xin chào bác sĩ. Xin chào anh. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là một gương mặt mà chắc là tất cả chúng ta đều quen rồi, và chúng tôi thì hay gọi đây là thần y của bóng đá Việt Nam. Và ở đây thì chúng ta đang nhìn thấy rất là nhiều những cái kỷ vật, đúng không ạ? Đây, cái đầu tiên đây. Thưa anh, em giới thiệu với anh, đây là một cái bức tranh lụa của U23 châu Á. Về thì có cái gặp mặt tại gala ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái khung cảnh của người dân đi xem. Đúng rồi. Phải nói là đây là một trong những bức ảnh gây bão ở vòng chung kết U23 châu Á. Và nó đã được coi là một món quà để cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dành tặng cho các thành viên của U23 của chúng ta. Và ở bên này thì có lẽ là chúng ta rất là cần phải hỏi Thủy xem là tại sao Thủy lại trang trí nó như thế này. Thứ nhất, cái điều đầu tiên thì là ở đây tất cả mọi thứ em trang trí và trí đây, thực ra em vô cùng là trân trọng nó. Điều đầu tiên đối với là lần đầu tiên trong cái sự nghiệp làm bác sĩ và thể thao, thì qua có cái được phục vụ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự cái giải U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc năm vừa rồi, thì được có một cái thành tích rất là tốt, thì cũng được thủ tướng ghi nhận và người dân ghi nhận và khen tặng bằng khen. Em vẫn cứ gọi là cái lá cờ, nhưng đây thực ra đây là một cái áo choàng mà hôm gala cho đội tuyển U23 Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình, thì cái áo choàng này là của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng choàng, cho nên là chắc chắn là với cái lá cờ và những hình ảnh này là số 1 tại Việt Nam, không có cái thứ hai. Thì áo choàng hát cái bài rất là tuyệt vời về những cầu thủ cũng như những người dân Việt Nam. Thì ở đây thì em cũng có xin chữ ký của tất cả các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam. Đúng rồi. Vâng, ở trên này. Thì cái này em thực sự em rất là trân trọng, em treo ở đây. Phải nói là mình đã đến rất là nhiều những cái phòng khám, nhưng có lẽ là đây là một cái phòng khám mà mình đến mình vẫn cảm thấy nó có một cái gì đấy phải nói nổi da gà. Đây, chúng ta nhìn thấy ở trung tâm thì vẫn luôn luôn là bằng khen của Thủ tướng, rồi có một tấm ảnh cũng như là món quà của Chủ tịch Quốc hội. Rồi bên này là một chiếc áo, bên này là một lá cờ, trên này có rất là nhiều những chữ ký. Mình cảm thấy rất là ý nghĩa, và cái không khí của vòng chung kết U23 châu Á lại hiện về. Bên cạnh ở đây thì chúng ta nhìn thấy còn rất nhiều những hình ảnh nữa. Như hình ảnh này, có Martin Fokken này, có Pablo Sa này, có Thủy. Cái này là chúng ta chụp trong cái giải đi World Cup. Đúng rồi. World Cup phục vụ World Cup U20. Đúng rồi. Là Thủy là người mà đi rất là nhiều những cái giải đỉnh cao, đúng không? Dạ. Đấy là U20 World Cup, rồi vòng chung kết U23 châu Á. Đây là hình ảnh mà chúng ta tạm gọi là Vinh Quy Bái Tổ. Đây là một cái chương trình mà mình cũng có đi xem, rất là hay. Và đương nhiên rồi là cái mà tôi rất là muốn đưa cho các bạn xem, đấy là qua bàn tay của thần y Nguyễn Trọng Thủy thì các cầu thủ của chúng ta được chăm sóc như thế nào. Đây chính là những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy là Thủy đang trực tiếp chăm sóc cho những nhân tài của quốc gia. Mà nói như Bầu Hiển thì đây chính là tài sản của quốc gia. Chúng ta nhìn thấy đây là Bùi Tiến Dũng này, Dũng Tư này. Đây cũng là Bùi Tiến Dũng này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy tấm ảnh này không? Không biết là các bạn có nhận ra không, nhưng mà nhìn từ phía này thì hơi khó nhận ra. Đây là Nguyễn Quang Hải. Đấy. Cầu thủ quan trọng nhất của chúng ta ở vòng chung kết U23 châu Á. Đây là anh Lương Xuân Trường, là thủ quân của chúng ta. Một người mà tạo ra rất nhiều những niềm cảm hứng, đương nhiên là cũng được Thủy chăm sóc sức khỏe. Nơi nào có cầu thủ bị đau, nơi đó sẽ có bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy của chúng ta. Đấy. Không chỉ làm việc với đôi tay mà thậm chí mang cả bờ vai ra cho anh em. Đây nữa, Trần Đình Trọng. Tất cả những cầu thủ sao số nhất của bóng đá Việt Nam thì luôn đến phòng khám của bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy để được chăm sóc sức khỏe. Đấy. Đây, chúng ta nhìn thấy Đức Huy. Đấy. Trước giờ ra trận là các cầu thủ của chúng ta sẽ được chăm sóc, đúng không? Bên này cũng là có những cái rất hay này. Đây,
Đây là Duy Mạnh của chúng ta là bị đấm cho chảy máu mồm đây đúng không? Chảy máu mũi đây. Đây là Bùi Tiến Dũng bị huýt vào chảy máu mũi. Đúng rồi. Vâng, chảy máu mũi. Lúc đó là khâu là trong vòng 2 giây phải khâu trực tiếp. Khâu sống luôn. Vâng, khâu sống. Em có cái dụng cụ trên này khâu như dập kim, bấm một cái thì là bạn ấy vào đá được vì máu chảy ra rất nhiều. Kinh khủng. Các bạn tưởng tượng xem nếu mà chúng ta mà bị ở đây, anh Thủy sẽ có một cái như cái dập kim bấm bọc một phát. Vâng. Là tự nhiên cầm máu. Cầm máu xong. Quả thật là kỳ diệu. Phải nói là ra sân chúng ta hay nói là máu lửa, nhưng mà thực sự là đấy, chúng ta nhìn thấy những hình ảnh máu lửa thực sự. Đây, và luôn luôn là như thế, các cầu thủ làm gì thì làm, tập luyện như thế nào, nhưng mà luôn luôn có các bác sĩ ở bên cạnh. Và ở trên tay thì luôn luôn có những cái dụng cụ đo chỉ số đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy, tất cả mọi thứ sẽ được chăm sóc đến nơi đến chốn. Đến bây giờ thì rất nhiều người còn đặt ra câu hỏi là tại sao các cầu thủ của chúng ta lại khỏe như thế. Bây giờ với tư cách là bác sĩ trưởng của U23 Việt Nam, Thủy có thể lý giải là vì sao các cầu thủ Việt Nam của chúng ta vốn luôn luôn nghĩ ở trong đầu là chúng ta không mạnh về thể lực. Nhưng mà cuối cùng thì ở vòng chung kết U23 châu Á, chúng ta đã thay đổi hoàn toàn cái quan điểm đấy của tất cả mọi người. Điều đầu tiên thì em thấy rằng là với cái sự truyền đạt của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo thì rất là tuyệt vời, cũng như là cái sự nắm bắt cũng như sự tự thực hiện của các cầu thủ của chúng ta thì thực sự là rất tuyệt vời như các bạn đã thấy rồi. Và cái sự cố gắng hết sức của các bạn ấy nữa, nói chung là tất cả mọi người đều cố gắng hết mình, em nghĩ là cũng khoảng 200-300% đó. Nhưng nó phải có một cái gì đấy khác, bởi vì các huấn luyện viên trước người ta cũng có những ý tưởng, các cầu thủ chúng ta cũng luôn luôn cố gắng, nhưng có thể là cái phương pháp nó chưa đúng. Đối với huấn luyện viên Park Hang-seo thì thực sự là có một sự chi tiết một cách rất là cụ thể. Và để cho chuẩn bị cái giải đó thì là chúng em đã chuẩn bị trước đó là hơn 1 tháng. Trước từ khi mà chưa tập trung đội tuyển thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã gọi bộ phận y tế cũng như một số bạn khác lên giao việc, và cũng như là nói về một số các vấn đề liên quan. Huấn luyện viên giao việc của chúng em xem vấn đề là về vấn đề là phòng cho các bạn ấy như thế nào, sang thời tiết ở đấy rất là lạnh. Thế xong là lạnh thì cần phải làm những cái gì? Tức là nói gợi ý thôi, và chúng em sẽ tự đưa ra những cái phương án rồi là cốt duyệt. Thì cụ thể như là chúng em cũng có tổ chức đi tiêm phòng cúm cho tất cả các thành viên trong đội. Đấy, cụ thể và để làm sao tối ưu hóa nhất về cái cung cấp về năng lượng cho các cầu thủ, về sự hấp thu thì là cho đi tẩy run, rất đơn giản thế thôi. Và thấy thời tiết nó lạnh như vậy thì cốt có nói là tiết lạnh như vậy thì bây giờ phải làm gì để nó giữ ấm. Thì chúng em chuẩn bị từ là gừng, trà gừng, rồi là đường, tất cả các thứ chúng em sang, rồi là những cái bình giữ ấm, rồi là chăn, những các thứ em có đề xuất lên liên đoàn thì là các bác ấy là đã đáp ứng rất là đầy đủ. Ngoài ra thì tất cả những cái thuốc men, rồi thực phẩm chức năng, rồi tất cả mọi cái thì huấn luyện viên Park là giao toàn bộ tất cả mọi cái đấy cho em, là tôi tin tưởng anh cứ làm đi, tất cả những cái gì tốt nhất cho cầu thủ thì anh làm. Rất hay. Có thể là quý vị nghe đến đây quý vị cảm thấy nó hơi tiểu tiết và nó hơi buồn cười, là tại sao một cầu thủ lên đội tuyển lại phải tiêm thuốc cúm, thứ hai là tại sao lại phải tẩy run, vì cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Nhưng thưa với quý vị, nếu như một cầu thủ bị cúm thì cái giai đoạn mà họ tập ấy, nó sẽ không thể liên tục được, và cái nền tảng thể lực của họ đang lên này, gặp cúm phát là nó đi xuống, thì cuối cùng là chúng ta cái quá trình mà tập thể lực nó sẽ không được liên tục, và cái đỉnh của thể lực nó sẽ bị giảm. Đấy là một trong những cái mà chúng ta thấy nó rất là nhỏ thôi nhưng nó lại mang lại hiệu quả. Cái thứ hai nữa là huấn luyện viên Park Hang-seo là một người rất là chi tiết, và ông phải nói là ông là một tín đồ của những con số. Có một cái câu chuyện là khi mà thầy Park yêu cầu các cầu thủ lên và làm một cái chỉ số gọi là in body, sau đấy thì ông phát hiện ra là cái chỉ số cơ thể của người Việt Nam của mình là hơi bị lệch. Tức là phần từ dưới thắt lưng đổ xuống thì nó to, nhưng phần từ trên thắt lưng thì nó lại nhỏ quá. Mà trong bóng đá thì lại chúng ta lại tranh cướp bóng bằng vai nhiều, thì thầy đã yêu cầu các cầu thủ phải về vào phòng gym. Trước đó thì cũng có cái máy để đo, thì thấy rằng thậm chí là cái thân dưới nó to hơn và thân trên nó nhỏ, thậm chí là kể cả cái thân dưới là chữa chân chân phải chân trái nó có thể là lệch nhau. Thì từ đó thì các huấn luyện viên cũng như là chúng em đưa ra những cái bài tập cụ thể cho từng cầu thủ, và nó có cái chỉ số cho từng cầu thủ.
từng cầu thủ trên phòng team đó, thì thấy các bạn ấy cũng rất là hứng khởi. Và khi sau mỗi cái buổi tập như vậy thì các bạn ấy khi ra sân thì các bạn ấy tập, các bạn cảm thấy rất là dễ chịu, và thấy thực ra nó cảm giác là người nó thoáng, nó chạy rất là thoải mái. Rất hay. Vâng. Thực ra là cái này phải nói một điều với Thủy là đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của các đội tuyển quốc gia. Vâng. Tức là chúng ta làm việc trên thực thể của mỗi một cầu thủ. Vâng. Tức là chúng ta lấy chỉ số của từng cầu thủ một. Vâng. Sau đấy là chúng ta thực hiện cho từng cầu thủ một. Vâng. Nó khác với cái chuyện là một bác sĩ sẽ đưa ra một cái kế hoạch. Vâng. Cho tất cả mọi người. Vâng. Cái đấy thì đấy như anh thực sự là em thấy rằng là cực kỳ quan trọng và thực sự là hữu ích và có sự đồng đều cho tất cả những đội quân của chúng ta, gần như là ai cũng có thể sẵn sàng, và với cái mức 100-200% nó là rất là bình thường, và cũng gần như là không có cái gì là khó khăn trong tập luyện cũng như trong thi đấu. Các bạn ấy thực ra các bạn ấy về từ cái tư tưởng nó đã tốt rồi, xong rồi sức khỏe tốt nữa, thì cho nên thực ra ra sân nó nhẹ tênh, đúng không? Nhẹ tênh, nó thoải mái lắm. Nhiều khi em vẫn cứ là ví giống như là cái nguồn thể lực giống như là tiền ở trong ví, trong ví của mình, khi mà nó có nhiều rồi thì mình tự tin. Rất là tự tin, đi đâu cũng rất là tự tin. Bây giờ như anh thấy tất cả các bạn ấy, kể cả đá với tất cả những cái đối tượng nào có bao giờ ngại đâu, kể cả đến những cái phút cuối chăng nữa thì vẫn cứ bình tĩnh chơi, không vấn đề gì cả. Trong cái giải U23 châu Á đó thì thực sự mà các bạn đã làm rất là tốt, để cả những cái phút 8 mấy 9 mấy, thậm chí là 3 trận liền đá. Vâng. Phải đá luân lưu, tức là vâng, trên 120 phút. Vâng. Mà cái áp lực về mặt tâm lý nó cũng tiêu tốn thể lực ghê lắm. Vâng, kinh khủng luôn. Nhưng mà nhìn trên khía cạnh sức khỏe thì đối với bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy thì ai là người mà có một cái sự tiến bộ ngoạn mục nhất về thể lực ở vòng chung kết U23 châu Á? Em thấy gần như là tất cả những cầu thủ đều thực sự là tiến bộ ngoạn mục hết. Bởi vì như thế, như vừa anh có nói là bình thường trước là cứ tất cả các cầu thủ cũng như là người dân chúng ta mặc định là bóng đá Việt Nam mình cứ là chơi đến phút 75 là đuối rồi, bắt đầu là chạy rồi, thế nhưng là đi bộ rồi. Nhưng mà thực ra mà nói thì đến cái lúc đó thì gần như anh thấy tất cả mọi người đồng đều, không có ai có một cái dấu hiệu mệt mỏi hay là gì cả. Tất cả thực sự là rất là tuyệt vời, đồng đều cho toàn quân. Và ở vòng chung kết U23 châu Á nó có một cái chi tiết như thế này, là huấn luyện viên Park Hang-seo không những không tính đến cái chuyện là kết liễu đối thủ sớm, mà ông còn tính là đá thêm giờ và đánh bại đối thủ bằng cái nguồn thể lực của mình. Đây là điều mà chưa bao giờ huấn luyện viên nào trước đó của Việt Nam chúng ta dám tính đến điều đấy. Bởi vì nhiều khi đến phút thứ 80 là chúng ta đi bộ rồi, chúng ta thường thua ở khoảng tầm 15 phút cuối. Nhưng thầy Park thì lại dám đưa ra những cái giây phút bù giờ để kết liễu đối thủ. Kể cả những cuộc họp hay là những cái trong những cái buổi tập luyện thì là thầy Park luôn luôn là động viên các cầu thủ chơi và tập được hết mình và tự tin chơi, không có việc gì phải sợ cả. Nó cũng bằng tuổi mình, việc cái gì đâu. Rồi tất cả mọi cái là nó làm được mình cũng làm được. Đơn giản rất là như vậy thôi. Thực ra để đưa ra giáo án thì rất dễ, nhưng làm thế nào để các cầu thủ tập và cảm thấy vui vẻ, đấy nó lại là một câu chuyện khác. Với thầy Park thì trong lúc tập luyện, em thấy thầy thực sự là một người là gần như là một người anh, một người cha, một người thầy đối với tất cả các cầu thủ. Và đấy là như là một cái gia đình của mình. Từ kể cả như trong những cái lúc trước lúc khởi động hay là trước lúc khởi động chơi thì thầy Park vẫn cứ chơi đá ma với các cầu thủ, rồi là chơi từ là sút xà rồi tất cả các thứ, gần như là những người bạn. Còn trong đến khi vào tập luyện thì thực sự nói là thực sự là nghiêm khắc vô cùng. Chỉ cần nói chung là luôn luôn là phải theo cái giáo án là tuyệt đối không sai một chút nào. Tuy nhiên thì cũng có sự mềm mại nhất định. Thực sự thầy Park là một người rất là mềm mại nhưng mà cũng cứng rắn vô cùng và rất quyết đoán, chi tiết. Và còn rất nhiều những cái câu chuyện liên quan đến y tế nữa. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi thăm một cái căn phòng nữa. Rồi đang thấy có một căn phòng đang đóng cửa. Chắc là trong này nó phải có nhiều những cái câu chuyện lắm. Chính bản thân em phải cân não phải rất là kinh khủng. Em nhớ là trước cái trận bán kết với đội Qatar, đúng không? Hôm đấy trời lạnh lắm, tuyết trắng. Đến lúc thủ môn Bùi Tiến Dũng
không qua được hết cái bài khởi động đầu tiên thì đau gối.